không bắt máy trời. Cô ba, gì nữa? Nãy giờ cô nghe con nói gì không? Tôi đâu có điếc. Ủa cô nói vậy làm sao? Ủa vậy cái mấy người hỏi vậy là sao? Con nói chuyện với cô nãy giờ mà cô không trả lời gì hết làm sao? Là tại vì bây giờ cái cách nói chuyện của mấy người tôi không thể nào tôi tiếp thu được. À, ở đây là cái công ty chứ không phải là cái chợ. Nói chuyện ào ào ai mà tiếp thu? Ào ào làm sao cô? Hỏi cô không trả lời, nói nhỏ cô không nghe thì giờ phải nói lớn lên cho cô nghe chứ. Mà lớn quá, cái thái độ nói lớn của cô là lớn quá. Cái thái độ của cô là nói lớn kiểu như gây lộn, chứ không phải là thái độ mà nói để người ta tiếp thu. Vậy chứ bây giờ cô muốn con phải nói chuyện với cô như thế nào? Thì nói chuyện đàng hoàng từ từ chứ nói ào ào kiểu này thì ai mà nghe. Dạ dạ rồi, được rồi. Của công ty mà. Dạ dạ dạ, bây giờ mình cứ bình tĩnh, có gì mình từ từ mình nói chuyện mình. Hồi nãy giờ là cô ba rất là bình tĩnh ha, chẳng qua ai kia muốn kiếm chuyện thôi. Bình tĩnh cái gì? Cho tôi câu trả lời đi. Bây giờ xưởng bị quá tải ở dưới kìa, tất cả các đơn hàng bị chậm lại kìa, thì bên kỹ thuật phải có cách giải quyết chứ. Đúng rồi. Bây giờ muốn giải quyết làm sao? Cô nói gì làm sao? Ủa cô làm bên khâu kỹ thuật mà cô hỏi vậy làm sao? Thì bây giờ hai người phải nói, có cái tiếng nói chung đi thì tôi mới giải quyết được. Bây giờ bên đây thì muốn giải quyết, bên đây thì cũng đã có hướng giải quyết rồi đó, đúng không cô ba? Thì đó. Bây giờ hướng giải quyết của cô làm sao? Tôi đã nói rồi, muốn có cái hướng giải quyết nào thì ngồi nói chuyện đàm đạo một cách cho ổn thỏa, thậm chí mình có thể mình uống trà đàm đạo chứ không phải nói ào ào cái kiểu đó. Rồi bao nhiêu ý tưởng người ta nói ra là cô phản bác, bao nhiêu ý tưởng nó ra phản bác thì nói làm cái gì? Ủa alo, bây giờ alo đang bị quá tải với nhau mà chứ đâu có điện thoại đâu. Alo, cô ơi, xưởng đang bị quá tải mà cô biểu ngồi uống trà đàm đạo làm sao? Đó là nói chuyện đàng hoàng thì mới có ra ý kiến, còn nói chuyện ào ào không ra ý kiến gì hết. Bây giờ con không cần biết, con chỉ muốn hỏi cô là cô có quyết định tuyển nhân công hay không? Không. Ủa, là tại sao? Ủa cái gì? Nhân công hiện nay là tôi đã cho tăng ca rồi, làm ngày làm đêm rồi, muốn cái gì nữa? Ở đây á, không phải là cái vấn đề ở con người. Con đang nói là một cái problem, một cái... Khoan, cuộc đời của tôi chưa biết problem. Con không có nói cô núp lùm. Mới nói rõ ràng. Problem là cái gì? Là vấn đề. Cái vấn đề thì nói là cái vấn đề, chứ cái rớp này rớp nọ người ta biết cái rớp gì. Tôi là con người chuyên là truyền thống, đừng có nói tiếng Tây tiếng U với tôi. Ok, understand. Hả? Ok, con hiểu. Ok, con hiểu. Con đang muốn nói với cô về vấn đề là con người chứ không phải là máy móc. Ý cô muốn sao? Cô muốn tăng cường thêm cái gì? Kiếm đi. Nói chung là một bên á là muốn là tăng nhân công, còn bên đây á là muốn tăng thiết bị, trang thiết bị máy móc. Thì bây giờ tôi là người đứng ở cửa giữa, tôi buộc lòng phải lên tiếng. Đó là theo như đúng kế hoạch năm nay á là công ty mình nó sẽ không có tăng thêm nhân công mà là sẽ tăng cường trang thiết bị máy móc. Chính xác. Nghe cho rõ. Trang thiết bị máy móc. Hiện nay ở công ty của mình có 10 cái máy cắt giải là nó hư hết 4 cái. Còn 6 cái là nay buồn mai vui ha, nay sửa mai không sửa. Rồi chưa kể đến những cái máy mai máy cắt chỉ, tất cả đều đã quá cũ. Cho nên tôi yêu cầu đầu tư vào trang thiết bị, hiểu không? Cô đầu tư vào trang thiết bị mà cô không tuyển thêm nhân công, rồi cô bắt nhân viên phải làm tăng ca. Tăng ca riết tất cả mọi người mệt rồi người ta làm loạn lên. Tới chừng đó cô nghĩ sao? Cái gì? Bây giờ trụ ẻo luôn cả cái công ty hả? Cái công ty nuôi biết bao nhiêu cái con người, nuôi biết bao nhiêu gia đình. Rồi bây giờ là cô muốn cái công ty làm loạn lên để rồi công ty phá sản hả? Để cho tất cả mọi người thất nghiệp. Chẳng qua làm sai mà cô nói con làm loạn làm sao? Ủa tôi đâu có làm sai, tôi làm đúng mà. Tôi đã nói rồi là yêu cầu bây giờ là trang thiết bị. Con muốn nhân công. Tôi muốn trang thiết bị. Con muốn nhân công. Bây giờ để cho tôi ngồi một lần đi rồi nói, tôi vừa ngồi cái mà nói làm sao? Con muốn nhân công khỏi ngồi. Tôi muốn trang thiết bị. Con muốn nhân công. Tôi muốn trang thiết bị. Cô ba. Tôi cô muốn. Cô ba. Nói đi mệt quá rồi. Ở dưới xưởng gọi lên báo là dưới công nhân đang làm loạn. Hả? Thấy chưa? Cô thấy chưa? Rồi bây giờ cô làm sao? Trời đất ơi, công nhân lên làm loạn rồi kìa, thấy chưa? Thấy. Thì giải quyết đi. Bởi vậy, cái gì cũng tôi. Thiệt luôn á, có bà cô ba sao mệt hơn mỗi cổ với bà ghê. Trời ơi, quản lý mảng kỹ thuật rồi bây giờ mà nói là cái gì cũng tôi làm sao? Làm sao? Tại sao cái gì cũng tôi vậy? Mà tôi quản lý bên kế toán mà. Sao cái gì?
gì cũng chửi tôi vậy? Ơi, sao mà dữ vậy? Nãy kêu né đi không chịu đó. Trời đất ơi, cho né cái gì nổi mà né ơi. Biết bao nhiêu người mà biểu tao né là tao né ở đâu? Cô ba ơi, cô ba. Trời, cô ba xuống xưởng hay là đi đâu mà đầu rơm không vậy? Xuống xưởng tụi nó làm loạn, rồi nó coi tao như là một cái vật phế thân, mày chịu nổi không? Ây da, sao rơm rác ở trên đầu rồi? Đánh quá, trèo tường chốt vô cái chuồng gà. Còn mấy cái vết xước trên mặt. Gà mổ má ơi. Ui da, sao cái đầu tao nó đau quá? Gà mổ thì nhiều. Sao bị cái gì, bị cái gì? Cái đầu của cô ba sao nó đau quá? Cái đầu đau hả? Bị đóng chấn thương hả? Chỗ nào? Cái chỗ này hả? Đến coi coi. Đau quá. Gắn lên nha. Ừ, cái gì vậy? Trời đất ơi. Ôi má ơi, Kim. Trời ơi, nó Kim đập. Còn không, còn không? Tao nó còn đau quá rồi bây giờ. Trời ơi. Vẫn còn. Trời ơi. Để hết chuyện đi, ghim kim lên đầu vậy trời. Trời ơi, tôi ghim tới hết nội tôi hả cô? Đó, nó tưởng tôi là cái hình nhân thế thân hay sao nó ghim. Trời ơi, sao tôi ác quá mà tôi có đâu có làm cái gì ác đâu. Tôi làm là chủ yếu là tôi làm cho công ty. Tôi bắt công nhân á, nó tăng ca một tuần có 5 ngày thôi có bao nhiêu. Mà nó hành hạ tôi kiểu này, sao tôi sống thôi. Tay con cầm kim đó. Mẹ của ba ơi, đã cảnh báo rồi mà không nghe. Bắt người ta làm việc cực nhọc quá thì dĩ nhiên người ta phải làm loạn rồi. Cũng may là không có bị ảnh hưởng á. Trời ơi, ba có cây kim vô đầu mà không ảnh hưởng. Thân tàn ma dại vậy mà không ảnh hưởng hả? Con đâu nói cô. Chứ nói ai? Con nói đơn hàng. Trời đất ơi, cái mạng của tôi mấy người coi như rơm chưa rác vậy á. Mấy người coi cái đơn hàng quan trọng hơn cái mạng của tôi hả? Đúng tôi rồi. Làm cho công ty chứ tôi làm cho ai? Đúng rồi, cái mạng cô quan trọng lắm. Nếu mà đơn hàng mà có bị cái gì á, không những thân hình cô te tua tàn tạ bánh chành như vậy mà cô còn phải đền tiền nữa đó. Tiền ở đâu mà tôi đền ở đây? Trời ơi, cô khổ quá Henry ơi. Có tiền đền để đi tù. Cô khổ quá Henry ơi. Ui sao đau vậy? Bà cứ lựa kim, bà kim vô không mà. Thôi được rồi. Bây giờ cái chuyện này á, con nhất định còn phải báo cáo lên giám đốc. Rồi cô coi đó, rồi cô tự cô... Ê, đừng có báo cáo. Cái này để bây giờ mình đi tuyển công nhân đi nha. Tuyển công nhân. Cô không biết, con phải báo cáo rồi cô tự xử lý những cái vấn đề của công nhân đi. Ê. Bây giờ sao đây? Tuyển mới lại. Hiểu không? Chứ để người cũ vậy là khó làm việc lắm. Tuyển nha. Vậy là bây giờ chốt lại nha. Con sẽ tuyển nhân công mới. Bỏ qua cái vụ mua máy móc trang thiết bị nha. Bởi vậy ngay từ đầu con nghe lời Trang Quyên là được rồi. Tin cô còn chi không biết nữa. Bộ khoan, có tiếng. Cái gì nữa vậy con? Trả con cái ghế. Cô ba hả? Trong này nè. Cái gì nữa vậy? Cửa mở rồi nè, không có đóng. Cái gì vậy? Công nhân kiếm cô ba kìa. Kiếm tôi nữa làm cái gì? Trời ơi, tôi khổ quá. Ở chỗ ở đó người ta thấy đó. Thôi để tôi xuống chứ. Vô đây nè, chạy vô trong phòng trắng mím nè. Chúng kỹ vô. Cô ba trong phòng trang binh á. Thằng hố à. Đào cổ chi. Trời ơi. Từ đó đến giờ tôi vẫn biết cô ba kia mới là bất thường. Mà hôm nay thật sự là đặc biệt bất thường luôn á. Mọi người có thấy một cái điều mà kỳ lạ là gì không? Điều gì? Xuất hiện trên gương mặt, mặt mày thì lấm lét và cái hành động luống cuống. Em biết là chuyện gì rồi. Chắc chắn cô ba Kim đang bị tống tiền